Thanh tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Nguyên, tỉnh Lai Châu giới thiệu ngày hội Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào hồi 9 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2015, tới đây, xã Thân Thuộc, huyện Tân Nguyên, tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức ngày hội Internet tại xã Thân Thuộc. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Từ đó, bà con có thể nhận thấy rõ Internet sẽ mang lại những lợi ích thiết thực như thế nào trong hoạt động sản xuất cũng như trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Và trong thời đại ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất phải kể đến Internet. Với những ưu thế vượt trội, Internet từ khi ra đời đến nay luôn luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực trong đời sống. Đối với bà con nông dân, việc sử dụng Internet sẽ giúp bà con tiếp cận kho tàng kiến thức khổng lồ của nhân loại, trong đó có rất nhiều thông tin hữu ích cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thông qua mạng Internet, người nông dân có thể tìm hiểu các chế độ, chính sách của nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, tìm kiếm các kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, các tiến bộ kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất, các thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm, thông tin về lao động.